Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 10 năm 2020. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể chư vị liên hữu trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 1, lời tựa cho bộ Dương Tiêu Sơn Tiên Sinh Ngôn Hạnh Lục, năm Dân Quốc 20-1931, trích trong Tục Biên Nguyện Hạ. Con người bỏng thụ chánh khí của thiên địa mà sanh ra, thường bỏng theo đức cao dày che chở của trời đất, để giúp cho sự sanh thành trưởng dưỡng kế tục đời trước, mở mang đời sau. Ngõ hầu chẳng thẹn đứng cùng trời đất thành ba ngôi, xưng tên là Tam Tài. Trung hiếu tiết nghĩa chính là diềm mối chánh yếu của đạo làm người. Nếu không có những điều ấy, con người khác gì cầm thú, dẫu vào thời dân chủ cũng chẳng thể nào không dạy trung nghĩa. Bởi trung chẳng phải chỉ có nghĩa là trung với vua. Vì thế tăng tử dùng trung thứ, trung thành rộng lượng để tỏ rõ đạo của phu tử, thường phản tỉnh hàng ngày vì người khác mưu toan công việc, bản thân có hết lòng trung hay không. Vì thế biết một chữ trung có ý nghĩa xuyên suốt vạn hạnh, thờ vua chỉ là một khía cạnh mà thôi. Trộm nghĩ trung có nghĩa là tặng hết tấm lòng của chính mình, chân thành không dối trá. Nếu con người giữ tấm lòng trung, ắt sẽ có hiếu với cha mẹ, kính anh, hòa thuận với họ hàng, bạn bè tin cậy, xót thương kẻ côi cút, giúp đỡ người quá bụa, nhân từ với mọi người, yêu thương loài vật, chẳng làm các điều ác, vẫn giữ những điều lành. Vì sao vậy? Do trung nên chẳng dối, do chẳng dối nên trọn hết bổn phận, do trọn hết bổn phận nên đối với những chuyện thuộc về bổn phận của chính mình đều chăm chú thực hiện, quyết chẳng mắc lỗi đối phó vờ vĩnh cho xong chuyện, chẳng tận hết lòng, hết sức mình. Trong đời gần đây, tuy đã lật đổ đế chế, nhưng mọi sự đều phải nói đến trung thì mới chẳng đến nỗi ta dối gạt, người mắc lừa, luôn tuồng không chuẩn mực vậy. Đắc thế bèn hùa nhau phò tá, xa cơ kéo nhau bỏ đi, hoặc còn đâm ra công kích, chà đạp lẫn nhau, trọn chẳng ngưng dứt. Đấy đều là vì chẳng màng đến trung nghĩa mà ra. Trung nghĩa chẳng màng tới thì quan hệ cha con, vợ chồng đều coi như mảy lông. Coi nhẹ lâu ngày những quan hệ ấy sẽ trở thành gông cùm, mang những gông cùm ấy chẳng được tự do, chẳng thể nào không diễn ra những vở tuồng tồi tệ, giết cha, giết mẹ, nghịch trời, trái lý, hồng mặt tình tùy ý, chẳng bị câu thúc gì. Than ôi, chẳng nói đến trung nghĩa, họa hại tới mức cùng cực như thế đó, há chẳng đau đớn tuôn lệ, thở dài sườn sượt ư? Cư sĩ Trầm Di Sanh muốn đẩy lùi ngọn sóng cuồng, tính ấn hành những chuyện tận trung báo quốc, tận tụy hành hiếu đệ, di huấn để lại cho con cháu của tiên sinh Dương Tiêu Sơn hồng lưu truyền rộng rãi, để mong sao ai nấy có hiếu với cha mẹ, kính trọng anh, hòa thuận với họ hàng, bạn bè tin cậy, thương kẻ côi cút, giúp người quá bụa, nhân từ với người khác, yêu thương loài vật, lòng thành sắt son vì nước, nhiệt tâm cứu đời, mỗi mỗi đều phỏng theo tiên sinh Tiêu Sơn để thực hiện, cốt sao trọn hết chức phận của chính mình, chẳng ôm lòng chần chừ lừa nhát hư giả chút nào. Như vậy thì lòng người đã chuyển, nhân hòa tự mất. Một khi nhân họa đã mất, lòng trời tự thuận, đương nhiên sẽ mưa nắng đúng thời, vật mạnh dân khỏe, thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Đọc hai tờ sớ xin dẹp chợ bán ngựa, giết tặc thần, có thể nói là tiên sinh chỉ biết vì nước, chẳng màng đến thân,
đang trong lúc tập thần chiên quyền, bậc chánh nhân quân tử hỡi hơi kình chống bèn mắt họa ngay, tiên sinh vẫn dám dân sớ xin bãi chức xin giết. Nếu không phải là hạo khí ngập trời đất, lòng tinh trung lò nhật nguyệt, hả được như thế ư? Tuy vì thế mà mất mạng, nhưng người trăm ngàn năm sau thảy đều kính ngưỡng, so ra những kẻ địa vị chót vót một thời, nhưng chẳng tạo lập công nghiệp gì, làm sao bằng được? Huống chi lúc sắp bị hành hình, tiên sinh soạn ra niên phổ và những bài văn khuyên vợ răn con, đúng là tâm như gương sáng chiếu rọi tỉ mỉ. Nếu chẳng phải là người hàm dưỡng thuần tí, gán chuyện sống chết ra ngoài, thì làm sao được như vậy? Nay để thuận tiện cho những người bình thường, nên xếp bài răn dạy con lên đầu, kế đến là lời khuyên vợ, tiếp đó là niên phổ, rồi đến hai bài sớ, tiếp đó là tiểu truyện của tiên sinh, sao cho vừa mở sách ra liền được lợi ích thật sự, chẳng đến nỗi do văn chương dài dòng, chẳng liên quan thiết thực đến phận mình bèn ngán đọc. Lòng trung của Tiêu Sơn chẳng phải chỉ là thờ vua, đọc kỹ lưỡng niên phổ của ông thì thờ cha mẹ, kính anh, đãi người tiếp vật không một chuyện nào chẳng bắt nguồn từ lòng trung. Phải biết tám sự hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, tám pháp cách vật trí tri thành ý chánh tâm, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, đều phải lấy trung làm diền mối. Do trung nên tận tâm thực hiện sao cho trọn vẹn hết khả năng mới thôi. Do vậy nên nói đạo trung xuyên suốt muôn hành, lòng trung tăng thêm sự thành tựu cho muôn sự. Bất luận chuyện mình hay chuyện người, không có lòng trung quyết khó thể thành tựu lớn lao. Xưa nay những vị lập đại công tạo đại nghiệp cùng lý tận tánh, mong thành thánh thành hiền, ai không lấy lòng trung làm gốc? Vì nếu chẳng dốc sức nơi lòng trung sẽ nghẹ, ngã theo biến nhát chần chừ, vì chính mình còn chưa thể được, huống là vì xã hội nước nhà ư? Người thời nay chẳng những không màng đến thực hiện lòng trung, mà ngay cả hiếu và tiết nghĩa cũng chẳng chú ý. Tôi thường muốn khuyên chỉ nhưng chẳng cách nào phát khởi được. Khéo sao cư sĩ Bành Mạnh Am đưa truyện người con gái có hiếu ở Hồ Nam cho đọc. Cô con gái có hiếu ấy chỉ biết có mẹ, người con gái tiết hạnh chỉ biết đến nghĩa, sự sống chết của chính mình chẳng thèm màng đến nữa. Tuy đã thể hiện gương tán thân vì mẹ, vì nghĩa, nhưng chẳng thể dùng gương ấy để răn dạy người tầm thường được. Tuy vậy lòng thành tặng hiếu, tặng nghĩa, ngay đến cả thiên địa quỷ thần cũng bị cảm động, huống chi những người sẵn cùng một cái tâm ấy ư? Những kẻ chẳng nghĩ đến ân dưỡng dục, tùy ý tự do luyến ái, thấy nghe những chuyện này há chẳng thèm muốn chết, do đó bèn đau đáu sửa đổi lỗi trước, dốc lòng tu đức sao ư? Điều này liên quan đến thế đạo nhân tâm cũng lớn lắm. Hơn nữa tiết tháo như tầng chiêu, ngay trong khi ấy mà giữ được lòng chẳng loạn, lại càng sâu sắc gấp trăm lần. Do giữ cho một lúc chẳng loạn thì dễ, nhưng nhiều ngày chẳng loạn thì khó lắm. Huống chi ông Đặng Yết đã nói, nếu chẳng thể kiềm chế được thì cô gái ấy sẽ thuộc về anh đó ư? Thêm nữa thiếu niên nam nữ trong mấy chục hôm, ngày cùng ăn đêm cùng ngủ mà có thể trọn chẳng có chuyện nam nữ tình dục, chẳng xáo trộn thiên lý, chẳng phải là kẻ trọn chẳng có nhân dục mà làm được ư? Tôi đem chuyện này ghi thêm vào An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khang Bảo Giám. Hai cuốn sách ấy đã in hơn 20 vạn cuốn, nay lại ghi kèm câu chuyện trên đây vào cuốn sách này, hợp thành truyện trung hiếu tiếp nghĩa để làm giác kim đâm xuống đỉnh đầu những gã phế trừ luân lý, ngõ hầu căn bệnh, đã lậm vào tạng phủ được mau lành, khôi phục chuyện giữ vẹn luân thường trọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, không làm các điều ác, văn giữ những điều lành. Gia huấn của Lục Phóng Ông chú trọng nơi kiệm ước, trung hậu, khoan dung. Phần dạy về tăng chế quả thật là món thuốc màu nhiệm để trị chứng bạc vẹo của thế tục, nên cũng in kèm vào sâu sắc để cùng được phổ biến lưu truyền. Ấp những vị nhân từ đầy đủ chánh tri, chánh kiến, quan tâm đến thế đạo lòng người sẽ đề xướng lớn lao, khiến cho mọi người trở về với sự thuần chân, chấp pháp, khôi phục lại cõi đời hưng thịnh, bình trị, tồn vật. Lá thư số 2, thư trả lời cư sĩ Yết ở Dũng Giang,
Trích trong văn sao chánh biên quyển 2. Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay, bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc, kham làm thánh làm hiền, chỉ do chẳng phá được cửa ải này, đâm ra thành kẻ hạ ngu bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo chẳng biết là bao nhiêu. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông Tu Tam Muội vốn để thoát trần lao, dâm tâm không trừ chẳng thể xuất trần được. Người học đạo vốn để thoát lìa sanh tử, nếu chẳng đau đáo dứt trừ bệnh này thì khó thể thoát lìa sanh tử. Ngày nhiều pháp môn niệm Phật, tuy có thể đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu tập khí dâm cố kết sẽ bị cách ngăn cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt cái họa này, không gì bằng trông thấy hết thầy nữ nhân đều khởi thân tưởng, quán tưởng và bất tình tưởng. Một, thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, thấy người trẻ hơn coi như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dẫu lừng lẫy chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em, con của mình, thì lý bèn chế ngự dục, dục do không do đâu phát được. Hai, quán tưởng là phàm thấy gái đẹp bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là mỹ lệ kiều mỹ sau ra còn độc hại hơn giật cướp, cọp xối, rắn độc, bò cạp độc, phê xương trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với những oan gia cực đại ấy vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, há chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? Ba, bất tịnh tưởng là vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu bóc lớp da ấy đi thì chẳng dám nhìn xương thịt, máu mủ, phân tiểu, lông, tóc, đầm đìa, rồng rồng, trọn không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc nên lầm sanh ái luyến, bình đẹp đỉnh phân người ta chẳng muốn nâng niu. Này lớp da mỏng của mỹ nhân chẳng khác cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gớm ghiếc hơn phân nữa. Hả nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chứa bên trong da, lan man khởi vọng tưởng ư? Nếu chẳng khăng khăng kiên sợ đào đáo trừ khử tập khí ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ khiến cho mũi tên ái lọt thấu xương, chẳng thể nhổ được, thường luôn như thế lại muốn chết đi. Chẳng vào bụng người nữ sẽ chẳng thể được, vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng súc sanh cái biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này tâm thần kinh hãi, nhưng muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm thì phải trong lúc chưa thấy cảnh thường khởi ba thứ tưởng này. Khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển, nếu không dẫu không thấy cảnh ý vẫn vấn vương, rốt cuộc vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Vì thế phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp thì mới có phần được tự do. Mỗi ngày ngoại trừ lúc làm việc ra, chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, sáng chiều đối trước Phật cạn lòng thành, trọn lòng kính, khẩn thiết sám hối tội nghiệp từ vô thị đến nay. Hành như thế lâu ngày sẽ có ích lợi, chẳng thể nghĩ bàn mà không hề hay biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa dục, sanh khỏe ngu si cũng thế. Do vậy ta biết chí thành niệm thánh hiệu Di Đà, Quán Thế Âm thì ba hoặc tham sân si sẽ tự tiêu trừ. Thêm nữa, cõi đời nơi đang hoạn nạn, ngoại trừ việc niệm Phật ra, cần phải niệm thêm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong âm thầm sẽ có sự xoay chuyển chẳng thể nghĩ bàn, ngõ hầu chẳng đến nỗi khi tốt nghiệp hiện tiền không cách gì đối phó. Lại nên thường đọc những sách dạy về kiên dâm, nhân quả, báo ứng, xa lìa những bạn bè cuồng loạn, phóng đảng, hèn tệ, thì trong tâm được chánh, sự dụ hoặc bên ngoài dứt tuyệt, sẽ tự có thể thành tựu tịnh nghiệp vậy, hãy gắng lên. Lá thư số 3, thư trả lời cư sĩ Lưu Quán Thiện.
Nhận được thư biết ông đã lành bệnh, an ủi lắm. Chuyện Giang Tô hoàn toàn do công sức của ba vị Ngụy Mai Tôn, Tưởng Trúc Trang, Vương Ấu Nông. Nhưng cư sĩ Trang Tư Giam lại có mặt đúng lúc. Thế là quan gửi thư cậy ông ta gặp tỉnh trưởng để trình bày rõ ràng. Vì thế sự việc được hoàn toàn giải quyết xong. Nếu bảo là công của quan thì chẳng qua chỉ là gửi thư cho các vị ấy, cậy họ xây sở mà thôi, nào đáng để nhắc đến. Nếu coi đó là công, tức là đã mạo nhận công của người khác làm công của chính mình vậy. Lệnh thích chôn con chết cháu ước theo mặt tình cảm con người thì cũng chẳng thể nào không cảm động, nhưng bi thương đến nỗi gần như điên cuồng, tức là chỉ biết có con có cháu, chẳng màng tới cái thân, sao lại mê chấp đến mức như thế ấy. Thử nghĩ con cháu chịu ơn tổ phụ, dẫu tan xương nát thân cũng chẳng thể báo đáp được. Nhưng con cháu khi phải chôn tổ phụ có đau đớn như cuồng hay chăng? Nếu là hạng con cháu biết luân lý thì cũng buồn bã thôi chút, bày ra nghi lễ đại lược thì vẫn còn có thể khiến cho vong linh của tổ phụ được an ủi vui sướng. Chứ nếu là hạng con cháu từ nhỏ đã quen thói kiêu căng, phóng túng tà vậy xa xỉ thì sáng chiều chỉ mong cho tổ phụ chống chết, hòng được tùy ý chơi bời cờ bạc tiêu dao không ai quản thúc. Nếu tổ phụ chết thật, ắt trong tâm chúng nó sẽ hoan hỷ, chẳng thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung được. Từ đấy chúng nó sẽ dùng hết gia nghiệp do tổ phụ tận lực duy trì để tạo những ác nghiệp địa ngục cực nặng. Còn đối với chuyện vun bồi đức tu phước thì bỏ ra một đồng sẽ giống hệt như phải cắt thịt trên thân của chính mình, thà chết cũng không chịu bỏ ra. Do vậy hạng chôn vùi thân danh của tổ phụ, gây nhục cho tổ phụ đến trăm ngàn đời đông lắm, trong mắt ông cha loại con cháu ấy cố nhiên vẫn được nâng niu như châu báu. Xét tới nguyên nhân, nói chung là do quá coi trọng cái tâm của chính mình, chẳng biết tới lý rộng lớn sâu xa mà ra, chẳng đáng buồn sao. Xưa kia Phạm Văn Chánh Công, Phạm Trọng Yêm coi người khác như chính mình, coi kẻ sơ hệt như người thân, coi thiên hạ là một nhà, coi cả Trung Quốc như một người. Vì thế từ đầu đời Tống cho đến cuối đời Thanh, trọn 1000 năm, con cháu đỗ đạt chẳng dứt. Họ Bành ở Trường Châu tận lực làm lành, từ đầu đời Thanh đến nay đỗ đạt đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy có 4-5 vị trạng nguyên, anh em ruột thịt cùng đỗ tam đỉnh giáp, do họ đời đời thờ Phật, phụng hành âm chất văn, cảm ứng thiên, sẵn chí muốn tạo lợi lạc cho người khác lâu dài, nên trời ban cho sự báo ứng sâu dày lâu dài. Nếu lệnh thích là người thông hiểu sẽ tự thèm đức bạc, cho nên gặp phải quả báo ấy, từ đấy nỗ lực tích đức để mong trời thương xót ta, thì con quế cháu lan sẽ tiếp nối nhau sanh ra. Hiện thời thế đạo nhân tâm chìm đắm tới tột cùng, thiên tai nhân họa cũng lắm phen đến mức tột cùng. Nếu lưu truyền những thiện thư có ích cho thế đạo nhân tâm, để mong ai nấy cùng lên bờ giác, hoặc cứu vớt những người dân cùng quẩn đang mất nạn lũ lụt bão tố, để mong họ được sống sót trong cảnh chết chóc, so với để lại tài sản cho con cháu ăn nhậu, chơi bời, cờ bạc, khiến cho kẻ khác thó mạ, thì sao bằng chính mình làm chuyện cứu người, cứu đời, để vun bồi phước cho chính mình trong đời sau, ngõ hầu con cháu sẽ được thọ dụng tới trăm ngàn đời ư. Trong mùa hạ này, tai ương bão tố thê thảm nhất, trong 20 huyện thuộc quyền quản hạt của đạo Cối Kê, có đến 18 huyện báo cáo gặp nạn bão. Trong ngày mùng 10 tháng 8, Đài Châu lại bị lụt lớn, có chỗ nhà dân bị ngập sâu dưới mấy thước nước, những chỗ gần sông đều ngập nước, thuyền bơi được trên cầu. Tình trạng thê thảm chắc cứ tưởng tượng sẽ hình dung được. Đạo Doãn Hoàng Hàm Chi tên là Khánh Lan, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, ăn chay trường niệm Phật. Năm trước Đài Châu bị tai nạn, ông ta đã quyên mộ cứu chẩn rộng rãi. Năm nay tai nạn càng nghiêm trọng hơn, do quyên mộ khó khăn, dân chúng bị tai nạn thật đáng thương. Ông Hoàng tính muốn đốt ngón tay để lo cứu trợ, chắc sẽ cảm động được lòng người. Cứu được một người công đức vô lượng, huống là nhiều người ư. Nay ông ta bảo quan đứng ra quyên mộ thay, quan tự thẹn đức bạc, ai chịu nghe lời mình nói. Nhân nỗi lo buồn của lệnh thích khiến quan động lòng trắc ẩn,
Quan cho rằng nếu ông ta xót thương con cháu bị chết yểu giữa độ tuổi trung niên, hãy vì họ mà lo liệu chuyện cứu tế dân chúng đang bị tai nạn, nhằm cầu siêu cho linh hồn họ, vun bồi phước đức cho chính mình, tạo duyên chiêu cảm con lan cháu Huế, hoặc cầu siêu cho cha mẹ, tổ tông họ hàng, hoặc cầu cửa nhà bình yên. Chỉ cần xuất phát từ lòng thành thì trọn không một ai chẳng được phước báo. Con người hiện thời phần nhiều mượn chuyện công để lo chuyện tư, vì thế người ta khó tin tưởng được. Nếu luận về tư cách làm người của ông Hoàng Hàm Chi thì có thể nói là trong số các trưởng quan hiện thời không có được đôi ba người như ông ta. Ở Ninh Ba, mỗi năm ông ta thí thuốc hơn 2 vạn đồng, huống là thí tặng thiện thư và làm đủ thứ chuyện tốt lành ư. Ông ta làm quan chỉ đem tiền của trong nhà bù đắp cho chuyện công ích, chứ không phải là phường bóc lột dân chúng gây hại cho nước nhà nhằm vinh thân phì gia. Ông Trương Thụy Tần là bạn thí tặng thiện thư của ông ta. Thụy Tần lập một cơ sở cho kẻ bình dân vay tiền tại Dương Châu, không cần trả tiền lời, chỉ cần trả đủ vốn. Gửi thư xin Hàm Chi thành lập một cơ sở giống như vậy tại Ninh Ba. Hàm Chi liền thành lập ngay. Nhờ vậy, phàm những người buôn bán nhỏ không có tiền vốn đều không phải lo nghĩ nữa. Chỉ qua một chuyện này đã biết được đại khái. Trong số những người bản thân các hạ quen biết, có rất nhiều nhà giàu có, như các ông Trương, Hoàng, vân vân, sinh trưởng trong nhà phú quý, cố nhiên chẳng biết đến nỗi khổ vì bần cùng, mà vẫn làm những chuyện cứu tế rộng rãi. Nếu chịu phát tâm vì khắp mọi đứa con của trời đất mà hành cứu tế, cố nhiên sẽ chẳng có những chuyện gia đình bất hạnh, chôn con chết cháu, con cháu bại hoại thanh danh gia đình, khiến tổ phụ phải ngậm hờn nơi chính suối. Nếu chịu phát tâm, hãy giao trực tiếp cho đạo doãn Hoàng Hàm Chi ở dinh thự quan đạo doãn Ninh Ba thâu nhận. Cố nhiên quan trọn chẳng nhúng tay vào. Quan nghèo không tất đất cắm dùi, trong năm trước đã 2 lần đem món tiền in văn sao là 500 đồng để cứu đối. Năm ngoái cũng quyên tặng mấy chỗ 100 đồng, mùa hạ năm nay lại đem khoản tiền 100 đồng do bạn bè tặng để in văn sao, gửi cho Hoàng đạo doãn nhằm cứu trợ tai nạn. Dùng tiền của người khác để giải bày tấm lòng của tôi mà thôi. Sau đây là những lời chia sẻ của một số Phật tử đăng trên mạng trong đợt mà lũ lụt miền Trung đang diễn ra. Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020, quê tôi ở xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Bà con lấy giấy làm củi nấu mì ăn, dỡ gối nhà để thở. Nước ngập gần mái nhà, dỡ gối còn để thấy ánh sáng và để chuẩn bị thoát ra ngoài. Nước ngập nhà vậy mà còn cảnh báo vẫn tiếp tục lên nữa. Của cải xem như mất hết, trâu bò, lợn gà, thóc lúa chẳng còn gì cả. Mất điện đã 2 ngày rồi, bất lực vô cùng. Đêm hôm qua một ngọn nến cũng không dám thắp, để dành cho những ngày mất điện tiếp theo, lỡ có tình huống khẩn cấp còn có mà dùng. Bà con thấp thỏm trong đêm với con lũ lầm lũi dâng cao. Hiếm hoi lắm mới có vài điện thoại còn pin để lưu lại những hình ảnh này. Bất lực nhìn quê hương chìm trong biển nước, tôi chỉ biết cầu trời dừng lại đừng mưa nữa, cầu mong bà con bảo toàn được tính mạng, cầu xin cả nước chắc chiêu cùng miền Trung dành ít nhiều để cứu mang miền Trung những ngày tới. Rơi nước mắt miền Trung ơi, tôi cũng ở tâm lũ thuộc Thừa Thiên Huế, nhưng chưa đến mức tệ như thế này. Chỉ biết cầu mong cho ngớt mưa, thôi áp thấp nhiệt đới. Mọi người ở miền Trung hãy cố gắng giữ vững tinh thần, cố gắng vượt qua khó khăn. Thương lắm miền Trung ơi, còn những người có điều kiện không bị ảnh hưởng, hy vọng sẽ ủng hộ, san sẻ với người dân miền Trung, có ít ủng hộ ít, có nhiều ủng hộ nhiều, các bạn đang ở trong vùng lũ, cố lên nhé. Tôi vừa đi cứu trợ Quảng Trị và Huế về, đoàn đi cũng gặp một số khó khăn khi về Đắk Rông bị kẹt lại, may mắn là cả đoàn an toàn. Khi trở về không thể về được vì Quảng Bình và Hà Tĩnh bị lụt, đành gửi toàn bộ xe lại ở Huế và đi máy bay từ Huế về. Hiện tại trong tình trạng lũ lụt này, các đoàn cứu trợ đang bị ách tắc không thể đưa hàng tới được. Vì đường xá ngập hết, nếu hàng cứu trợ có tới các trụ sở hành chính huyện hoặc xã
thì hàng cũng đang bị chất đóng. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua trong 25 phút đồng hồ chúng tôi soạn những cái lá thư của tổ sư Ấn Quang, và khoảng 3 giờ rưỡi khuya sáng nay chúng tôi thấy cái bức tâm thư của những người nói lên miền Trung đã bị lũ lụt. Thưa quý vị, tổ sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí hóa thân. Trong văn sao nói Bồ Tát Quan Thế Âm là cổ Phật, Bồ Tát Đại Thế Chí là cổ Phật, đang ở bên Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, để cùng với Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh vạn sanh về Tây Phương Cực Lạc, ở quê hương Tây Phương Cực Lạc của người cha lành đấng từ phụ A Di Đà Phật của chúng ta, không có nạn lũ lụt, không có đói khát, không có châu chấu sâu rầy, không có dịch bệnh, thân thể con người sống được vô lượng thọ. Thì chúng tôi mong rằng các vị hương linh ở miền Trung đã ra đi thì nên phát dũng mãnh niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, không thương tiếc gì nữa cả, một mực thẳng tiến về miền Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và những người đang trong cái cơn lũ lụt nên phát Bồ Đề tâm, nghĩ đến sự sống của mình để sinh tồn, và cũng cầu nguyện cho họ biết được đến Phật Pháp thì mới thoát khỏi cái khổ ở ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Nếu những chúng sanh không khổ vì ngập lụt, bão lụt thì cũng khổ về bệnh tật. Giờ đây những cái nhà thương đang có những người sắp ra đi, bệnh không chữa được, hoặc bệnh dây dưa không có tiền, và đang đau khổ đến cùng cực. Những người không ở trong nhà thương thì bây giờ trong tinh thần đang bấn loạn, la toan, tính toán, làm ăn, lời lỗ, vân vân. Cõi đời này là như thế đó các vị. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói là cái cõi ta bà mình đó là quán trọ. Cõi ta bà mình đây là ngũ trược ác thế. Cõi ta bà này là nhà lửa tam giới. Mau mau hãy thoát khỏi cái nhà lửa tam giới này để về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là bổn nguyện của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta ra đời để nói cho chúng ta như vậy. Và mười phương chư Phật ra đời đều nói đến cái hạnh nguyện siêu thắng bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà. Đó là chúng tôi nói với các vị Phật tử đang có mặt ở khu chiên tu. Và hôm nay toàn bộ quý thầy, quý Phật tử có mặt trên tỉnh thất đang xem truyền trực tiếp, cũng như bên Mỹ, Úc, Canada, Nhật, Đài Loan, vân vân, trên toàn thế giới đang xem qua cái màn ảnh nhỏ mà chúng tôi đang phát trực tiếp này. Thì đây là những cái lời chúng tôi nói chân tình, chứ không phải là chúng tôi dối gạt, cũng như là đưa quý vị vào trong một con đường cùng, là chỉ bước về cực lạc, không có làm gì ở đây nữa. Dĩ nhiên trong cuộc sống mình phải làm để sinh tồn, nhưng đây là chuyện phụ thôi. Cơm áo gạo tiền, nhà cửa, cuộc sống tiền bạc, qua một trận mưa giống như miền Trung lũ lụt tiêu tan hết, không còn một cái gì hết. Phải là vô thường không? Vô thường. Mà vô thường thì thường. Trong cái vô thường đã nhìn ra nó có cái chân thường, ngộ ra được cái vô thường. Thân chết nhưng tâm này nó có cái thể tánh không có chết. Nếu người có phước báu khi ở lũ lụt như vậy đó, có những người họ sanh về cõi trời, có những người trong cái lũ lụt chết cả 200, hàng trăm người đó, họ biết niệm Phật, họ về cực lạc. Có những người họ đau buồn khổ cùng cực, họ tiếc nuối, họ đọa lạc làm súc sanh địa ngục, tùy theo tâm thức mà nó biến hiện, chứ không phải là hết đâu. Nên hiểu cái chỗ này. Vì vậy cho nên thành ra là nếu chúng ta sống như thế nào trong cuộc sống, nếu mà là hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, lấy trung làm diện mối. Hồi nãy tổ sư Ấn Quang có nói lá thư đầu tiên với nhà hàng soạn đưa thầy Nguyễn Minh đọc: trung với nước, trung thần thờ thánh chủ, vợ chồng trung thủy, con cái một mực trung hiếu, trò cung kính trung, trọn lòng trung, tận trung với thầy. Trung đó nghĩa là họ chân thật vâng lời làm theo, và họ làm những cái hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, đó là bát đức.
Còn 8 cái pháp đó là cách vật, trí chi, chánh tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Những lời trong văn sao Ấn Tổ gần như là lời của Phật dạy. Quý vị nên lắng lòng để nghe kỹ và nghe lâu ngày chày tháng. Lâu ngày chày tháng bao nhiêu? Ít nhất cũng phải là 10 năm đèn sách. Khi 10 năm đèn sách thâm nhập vào lời dạy của Tổ sư Ấn Quang, giáo dục gia đình, bảo thân, thiết dục, phương pháp niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, quý vị có thọ dụng ngay. Đối với phàm phu chúng ta mà 1-2 năm thì chưa là gì đâu, thực sự chưa là gì. Phải là 10 năm đèn sách, ngày nào 8 giờ sáng cũng lên phóng sanh, nghe thầy Như Minh đọc những lời văn sao, chúng ta không bỏ đâu. Cho nên trên đỉnh Thất Quan Âm hôm nay mấy thầy mấy chú có bận biểu gì đi nữa là cũng phải 8 giờ có mặt bên chánh điện phụ đó. Bữa nay ngồi chánh điện chính mà về sau ngồi chánh điện phụ, bỏ ghế sẵn cố định, lúc trước đã lên chương trình sau khi có một số công việc làm ở trong tỉnh thất rồi bỏ hết rồi. Hôm nay chúng tôi mới lên chương trình lại, tất cả các thầy các chú cũng như công khóa lên để mà ngồi nghe thầy Như Minh đọc văn sao, mỗi ngày thấm một chút, mưa dầm thấm lâu. Các cụ, các Phật tử học về đây tu phải là sự lý viên dung. Lý tức là mình học cái giáo lý trong văn sao thầy Nhuận Minh soạn mỗi ngày đó, quý vị nghe. Chúng tôi cũng phải mặc áo tràng nghiêm túc ngồi dưới phòng để lắng nghe, phải tôn trọng giống như là trung thần thờ thánh chỉ, con hiếu đọc di chúc. Và khi đọc như vậy, thầy Nhuận Minh đọc đó là gì? Mình đang nghe Ấn Tổ ban pháp ăn, ban pháp âm cho mình để mình thâm nhập kinh tạng. Quý thầy mà vắng mặt không có lý do, mấy chú làm thợ sắt cũng vậy, vô nghe xong rồi ra làm. Nếu mà vắng mặt không có lý do thì phải gì? Quỳ trước chai đường. Công phu hai thời sáng tối mấy hôm nay cũng là lơ là lắm rồi. Hồi sáng mới nói thầy nhập thiện để mà khuyến khích. Chúng tôi nghĩ cũng là ở đây đâu có những người trẻ đâu, toàn bộ lớn tuổi hết luôn, hăm mấy, 30 tuổi, 40 mấy, nhưng mà tu một thời gian ngắn. Lý do gì? Chúng tôi mới nghiên cứu ra. Bỏ công phu, nhất là thời đại bi buổi chiều mà không có một thời gian rồi bắt đầu nó ngán. Nếu người nào mà trì 25 biến như Ấn Quang gọi là ít nhất, hoặc là 50 biến, 108, không bỏ mỗi ngày thì công phu người này không thối chuyển, nó cứ giữ cái thăng bằng như vậy. Mà bỏ cái thời đại bi, bỏ công phu một thời gian nó thối chuyển, nó ngán như cơm nếp, tu không nổi. Vô tu là nó văng ra, nó dội ra, không tu nổi. Nhưng mà có một thời đại bi rồi, nó trợ hạnh cho mình, nhất là 108 biến thì thôi rồi, nó cứ tại thúc đẩy mình tu miết thôi. Chứ còn không là ở trong chùa, ra ngoài thì sợ khổ, ở trong chùa không biết làm gì nó chán. Nó chán không thể tưởng tượng được cái chán. Đó là cái bản chất của con người phàm phu, là thối chuyển, gọi là chán. Cho nên chúng tôi cũng không có ngại gì quý vị suốt ngày rong bên ngoài để làm công việc, mà tối về công phu chỉ là cầm chừng. Bởi vì không có một cái thời đại bi hoặc cái niệm Phật cố định để mà nó giữ được cái thăng bằng của cái công phu, cho nên nó thối chuyển. Chỗ này là quan trọng, đại chúng nên lưu tâm. Bỏ công phu đi, một thời gian là biết, nhất là đại bi mà bỏ thì thôi rồi, vô công phu không nổi, chán, đẩy văng ra liền. Và lâu ngày chày tháng là nó sẽ gì? Tìm cái chỗ nào vui nhất nó ra đi, đó là trong ngũ dục. Về cái việc mà hôm nay chúng tôi có lấy cái lá thư mà Ấn Tổ ngài có nói về cái nạn lũ lụt mà nước ngập hơn. Sáng hôm nay khoảng 2 giờ chúng tôi dậy trì đại bi 54 biến xong rồi chúng tôi ra nghỉ một chút xíu, thì có cái cảm giác đến cái việc người lũ lụt. Cho nên sáng hôm nay chúng tôi mới lên nói về cái việc mà lũ lụt trong hiện tại hôm nay. Vừa rồi chủ nhật chúng tôi có đề xướng về cái chuyện chúng tôi sẽ ra tay để mà hỗ trợ, lấy cái quỹ của Tịnh Thất Quan Âm. Mới lần đầu chúng tôi sẽ nghĩ rằng là sẽ chuyển ra đó 500, hiện tại bây giờ là chuyển 350 rồi. Và Phật tử bắt đầu bỏ vào với số tiền có một người, một nhóm đó, chứ không phải một người, là 160 mấy triệu. Rồi 10 triệu có những nhóm cô Lợi ở Hà Nội, có Hằng, có Oanh, vân vân, một số 10 triệu, 5 triệu, 200, 300, 10 ngàn, 50, rất nhiều. Còn riêng cô Liên An thì lúc trước người ta gửi trực tiếp cho cổ, nhưng mà một số những người họ kêu gửi trực tiếp phải quay phim cho họ coi, là phải cho họ biết đồng tiền có làm đến đâu. Cổ vừa đi từ thiện mà mấy những người này họ xông pha, cô Sương, cô Liên An, một số mấy Phật tử đang xông pha ngoài đó, họ không có nghĩ đến tánh mạng. Nếu mà họ đi trên xuồng mà lỡ mà sóng lớn hoặc lật úp là họ cũng tan xương mất mạng tiêu luôn. Mà cuối cùng thì họ phát tâm dũng mãnh làm tiền trạm ngoài đó để chúng tôi gửi tiền ra cho họ làm.
Thì bên hôm nay họ nói tất cả gửi vào tài khoản Tịnh Thất Quan Âm, rồi Tịnh Thất Quan Âm chuyển ra ngoài đó cũng quá khỏe. Cô đi làm suốt ngày mệt về rồi mà cũng phải chụp phim gửi cho biết, rồi tiền cho bao nhiêu tặng cổ, cũng như là làm thanh minh bạch về chuyện tiền bạc, cũng quá trời mệt luôn. Cho nên hôm nay cô kêu trời quan hỷ quá chừng, gửi vào tài khoản sư phụ dán nhàn hết rồi, sư phụ chuyển ra đây cho tôi làm, vừa có sức khỏe mà vừa rảnh rang quá thoải mái. Họ làm mà họ có cái niềm vui để họ làm, họ làm vì không có một cái lòng, cái đồng rợi, cái tiền lợi riêng tư của họ, và không có một cái điều kiện gì cả. Cho nên chúng tôi rất kính phục những người này, tán thán những người này. Vì vậy cho nên thành ra những người Phật tử phát Bồ Đề Tâm tiếp tục gửi vào, để chúng tôi sẽ phát tâm để gửi ra ngoài đó, và phải tính tiền tỷ trở lên để giúp cho những người nạn lụt ngoài đó. Thì hôm nay chúng tôi muốn nói đến quý vị là cái việc mà sở dĩ vì sao cái trái đất của mình nó bị lũ lụt, nó có nguyên do của nó. Quý vị lắng nghe cho kỹ chỗ này nha. Sở dĩ vì sao mà nó có động đất vậy? Sở dĩ vì sao mà nó có những cái nắng hạn mà làm cho trái cháy rừng? Lắng nghe chỗ này. Cái này điều này là Phật dạy, chứ không phải là chúng tôi tự ý nói ước đoán của mình. Phật dạy là gì? Nhất thiết di tâm tạo. Tất cả sự động đất, bão lụt, nắng hạn, quả địa cầu này, có cái chuyện gì đi nữa cũng từ nơi tâm chúng ta biến hiện, gọi là nhất thiết di tâm tạo. Cái này trong kinh Hoa Nghiêm nói: tam giới di tâm, vạn pháp di thức, và nhất thiết di tâm tạo. Sở dĩ động đất là do lòng người bất an, ngã mạn, tranh đấu, chém giết, tranh giành. Từ cái tấm lòng, cái tiểu vũ trụ của cái tâm này, nó biến hiện ra cái đại vũ trụ. Chính xác 100%, khoa học không chứng minh được chuyện này. Vấn đề thứ hai, sở dĩ mà nắng hạn đó là do con người sân hận, cấu xé, chém giết, tranh giành. Và trong lòng bổ nhiều chúng sanh đang đau khổ, thống thiết rên la vì cái chuyện sân hận miếng ngon vật lạ của con người mà giết loài súc sanh, gọi là gì? Tàn hại sinh linh, kinh thiên địa, báo thù, oán hận, khóc quỷ thần, tàn hại thai nhi, kinh thiên địa, báo thù của thai nhi, oán hận ngập trời, khóc quỷ thần, để cho những người quỷ thần họ nổi giận. Thần Hà Bá, thần sông, thần biển nổi giận, do con người tạo nên. Sở dĩ vì sao có bão lụt? Do tham ái. Vì tham ái cho nên sát hại sanh linh, phá thai. Hôm nay báo động đỏ rồi. Báo động đỏ với học sinh từ bắt đầu cấp 2, từ bắt đầu 13, 15 tuổi đến 20 tuổi, số lượng người này phá thai nhiều nhất. Vì cha mẹ không dạy dỗ cái giới tà dâm mà hồi nãy Tổ sư Ấn Quang có nói lá thư thì mình có đọc. Kinh khủng, cha mẹ không nhắc nhở. Cha đi làm, mẹ đi làm, con không biết đường nào mà để biết đâu là hại, là đúng, là sai. Chứ không phải là người phụ nữ, người mẹ thay chồng ở nhà dạy con, giữ cái thiên chức để mà làm cho thế giới này an định, phụ nữ chiếm quá nữa. Đó là thay chồng dạy con trở thành thánh hiền. Làm được chuyện này. Họ thích làm chính trị với kinh tế. Đó là trong văn sao nói như vậy. Vì vậy con cái hư hỏng ra học đường. Tất cả các tỉnh lẻ gửi vào thủ đô thành phố lớn để ở nhà trọ một mình, nam nữ ở chung nhau, tự thân giữ không được. Con người vì tâm ái mà sanh ra. Giữ được tâm ái giống như dòng nước lũ 20 dặm ồ ạt chạy, không phải dễ đâu. Nếu không răng nhắc từ thai giáo, cha mẹ phải biết tiết dục, sanh con ra phải biết tiết dục và phải biết dạy cho nó về hiếu để trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Và cái hại còn hơn mãnh thú rắn độc là về cái tâm, đó là cái tâm dâm dục. Nam còn trẻ thì thủ dâm để thân thể tàn hại, giống như cây bắt đầu mọc trồi non đã lấy trồi rồi. Người phụ nữ bị phạm còn trẻ phá thai tạo sát nghiệp, cho nên tàn hại thai nhi, kinh thiên địa, báo thù của thai nhi, của súc sanh, oán hận ngập trời, khóc quỷ thần. Hôm nay chúng tôi nói rất là tâm huyết để cho đại chúng ít nhiều gì, những người có mặt ở đây, ở trên tỉnh thất, trên toàn thế giới nghe, bắt đầu điều chỉnh gia đình mình lại. Tự thân mình phải làm trước.
buông xuống cái tâm ái, giữ lòng trung hiếu để lễ nghĩa liêm sĩ, cách vật, ngăn cách vật dục, sắc tài danh thực thì, ngăn cách vật dục là tư dục, thì cái trí tuệ con người mới phát sanh. Đây là lời của Phật, của Tổ, gọi là cách vật, ngăn cách được vật dục thì trí tuệ nó mới phát triển, gọi là cách vật trí tri. Lúc đó người này mới có chánh tâm thành ý, tu thân tề gia trị quốc mới bình thiên hạ được. Đó là lời đanh thép của các vị cổ xưa rồi. Vì vậy cho nên cái việc bảo lục miền Trung cứ tống từ nơi tâm con người mà sanh ra. Vì sao sanh ra nơi này có mà nơi kia chưa có? Nơi kia chưa có nó cũng sẽ có, nhưng mà để từ từ sẽ có, sẽ có chuyện khác. Ví dụ như Đà Lạt bão không tới thì cũng có những cái chuyện cháy rừng, động đất, nhiều cái việc nó sẽ đến. Trong cái cõi này gọi tam giới như nhà lửa, tam giới bất không an, quốc độ nguy thí. Nguy thí là nguy hiểm, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói mà, tam giới không an, quốc độ nguy thí, quốc độ không an ổn. Quán trọ tưởng là thiệt, quê nhà sẵn có ở Tây Phương lại không mơ màng nghĩ đến. Đó là cái bệnh chung của chúng sanh, thấy trước mắt mà quên đi cái chuyện thực tế để khi bỏ báo thân này. Vậy cho nên chúng tôi hôm nay thì không có thời gian nói nhiều. Đáng lẽ hôm nay bắt đầu là chúng tôi tịnh tu, tuy nhiên thấy chịu không nổi, đau lòng xót dạ, không thể nào cầm được nước mắt khi những cái lời của những người nói lên hai chữ, nói lên một câu miền Trung ơi, hãy tự tin cố gắng lên. Chúng tôi thấy cái video mà họ ngồi, họ xé từng tờ giấy học sinh đó, giấy học trò, bây giờ không còn đi học nữa, nước ngập rồi bắt đầu xé từng tờ giấy ra, bắt đầu đốt để mà đun mì gói lên ăn. Củi cũng ướt hết, không đốt được nữa. Đốt không biết khi nào hết giấy, chắc một hai bữa hết giấy học sinh rồi ngồi đó đói mà chết. Có ai động lòng thương trắc ẩn những người này không ta? Nếu mình chỉ nghe qua rồi bỏ ngoài tai, không có một chút cảm động, thì đồng với loài cầm thú à? Thua luôn chứ không phải đồng. Thỏ chết cáo buồn. Tuy rằng thỏ và cáo không đồng loại với nhau, không phải anh em với nhau, không phải một giống nồi, nhưng mà thỏ chết cáo buồn đó. Một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ đó. Con người của mình nhìn thấy chúng sanh chết như vậy, mình có suy nghĩ gì không? Không có tiền đúng không? Khuyên khích bạn bè tìm mọi cách suy nghĩ, còn không trì đại bi tụng kinh niệm Phật. Mấy hôm nay ngày nào chúng tôi trì đại bi cũng hồi hướng. Lúc trước thì dịch bệnh, bữa nay dịch bệnh thêm, với lại miền Trung đang lũ lụt. Khởi một niệm thiện lên, trong nhà mình thiện thần ứng hiện. Hiện tại bây giờ mà còn nhậu nhẹt, hát ca, cái tiền đó mình đem đi để mình cứu tế nạn lục đi. Rồi đến gia đình mình gặp nạn rồi ai cứu? Không ai cứu, bởi vì mình sống vì gia đình mình chứ không có gì người khác. Chắc chắn là như vậy. Cho nên Ấn Tổ nói, tôi nghe lũ lụt là tôi về tôi lấy sổ ngân hàng ra tôi cứu còn hơn cứu mạng tôi. Hàng Bồ Tát thương nhất là chúng sanh thương nhất là thân mình, cho nên giết thịt chúng sanh, giết loài chúng sanh đắp vào trong thân mình. Thương thân mình nó giết loài chúng sanh đắp vào thân mình chứ, đúng không? Còn nếu mà thương chúng sanh thì phải gì? Phải cứu chúng sanh, dầu đó là loài kiến, loài dế, loài cá, loài cua. Chúng tôi nói mạnh như vậy để mỗi người phải tỉnh ngộ ra. Nhưng mà có số người chống đối, không tin, xuất sanh sanh ra để nuôi con người, chứ làm gì có cái chuyện để nuôi dưỡng thả nó. Đồ ngu không hiểu gì cái chuyện mà sinh tồn. Hiện tại họ nói vậy là họ nghĩ quan niệm họ đúng. Khi họ chết họ làm súc sanh, hoặc họ chết họ bị súc sanh đến để đòi mạng, thì lúc đó họ thấy cái ngôn ngữ và cái ý nghĩ bây giờ là sai. Chắc chắn là như vậy. Mỗi buổi sáng nhiều lúc chúng tôi có khi lên đây thông báo quý vị 8 giờ vô gặp, quý vị nghe những điều này tốt không? Quá tốt. Ai nói cho quý vị nghe những điều này? Những người nào đọc văn sai, họ đọc trong văn sao, họ chân thật, họ hiểu ra được, họ mới nói. Chứ dễ gì quý vị nghe được điều này không? Khi nghe rồi bắt đầu tính tâm mình tăng trưởng, mình mới hiểu được cái nguồn gốc của hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ cách vật trí chi chánh tâm thành ý tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ chứ. Mình mới học, mình mới tu được chứ. Mình không học làm sao mình tu được. Cho nên thành ra Tịnh Thất Quan Âm mấy thầy giỏi gì đi nữa, dầu cho học tiến sĩ mà trên đó cũng không có ai tiến sĩ đâu, dầu cho học tiến sĩ gì đi nữa, mỗi buổi sáng phải nghe văn sao. Không nghe một thời gian thối chuyển, không có công phu là chánh báo, là thân tâm không đủ với nhân duyên, với y báo là văn đi thôi, tiêu thôi.
chúng tôi đã ra quy ước, mỗi ngày chúng tôi cũng không bỏ cái quy ước này mà ngồi dưới tại phòng mở ra trực tiếp phóng sanh. Bữa nào hình internet chạy lên đây phóng sanh. Có những điểm như ngày hôm nay quan trọng là chúng tôi phải trực chiến lên. Còn mấy anh em mà bỏ đi rồi sẽ thấy cái hại của khi mà mình bỏ phóng sanh, mình bỏ công phu, mình bỏ cái ý niệm mà thiện. Một ý niệm thiện khởi lên động đến các vị thiện thần long thần hộ pháp. Cái công đức này thù thắng bất khả tư nghì. Lấy niệm thiện để trang bị cuộc sống của mình trong hành trình bây giờ cho đến mãi mãi về sau. Đừng lấy nên tiền bạc danh lợi rồi ăn uống trai gái để làm cái cuộc sống vui tạm thời rồi chết đọa lạc. Sống làm thay đi thịt chạy, không một ý nghĩa gì cả. Chết mục nát cùng cỏ cây rồi đọa lạc trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đáng thương vô cùng. Vì sao mình có Phật tánh mà mình bị như vậy? Không ai dạy dỗ, không chịu nghe Phật pháp. Có người dạy dỗ cũng giống như là đờn khẩy tai châu, không nghe lọt chữ nào vô trong đầu, chết ngay. Nên chúng tôi nói như vậy để cho mình cảnh tỉnh ra, để mình tu tập. May thay chúc mừng những ai mà có mặt hôm nay ngồi đây mà nghe. Nghe những điều này đi rồi chúng ta từ từ sẽ thấy nó có cái hữu ích. Nhiều lúc đọc văn sao, đọc lu, mình không có cái tâm huyết để toàn tâm. Quý vị nghe nó không ấn tượng bằng chúng tôi nói cho quý vị nghe đâu. Chúng tôi quá ấn tượng văn sao và lời dạy của tổ, cho nên những điều chúng tôi nói đây là trong văn sao không. Giờ đây mong mọi người nên phát tâm. Có cũng tốt, không có cũng không sao. Chúng tôi vẫn làm, nhưng chúng tôi muốn cho quý vị khởi thiện niệm. Đây là cơ hội để khởi thiện niệm, chứ không có cơ hội nào khác đâu. Khó lắm. Cơ hội miền Trung đang lũ lụt khởi thiện niệm. Có người nói con chung tay với thầy 10.000 đồng để hỗ trợ miền Trung. Chúng tôi tùy hỷ công đức, hoan hỷ vô cùng. So với chúng tôi bỏ tiền không bằng những người ra đi. Họ ra đi, họ hy sinh thánh mạng của một đồng công một lượng. Phải trắc trở về, mình phải trắc ẩn về cái chuyện từ thiện và những người đang đói khát. Chúng tôi nghe nhé, nghe sáng sớm mở ra gửi thầy Nhuận Minh để đọc những cái lời ở trong đó, nghe tự nhiên trong lòng cầm không nước mắt, cầm không được nữa, chịu không nổi. Do cái cơn, thí dụ bây giờ mình thấy cha mẹ mình hoặc bản thân mình vô tình trạng này thì mình thấy sao? Cầu người cứu không? Quá cần cái nén, tức là cái đèn cầy đó mà không dám đốt. Dễ sợ, kinh khủng không? Đó là cái việc hôm nay chúng tôi vì cái chuyện lũ lụt mà chúng tôi lên nói. Và chúng tôi lên nói ghi nhận trong từ Chủ Nhật về là quý vị gửi khác thường hơn những lúc in kinh phóng sanh liên tục để chúng tôi nhận, mà không nhiều. 5.000, 10.000, 2.000, 30.000, 2.000, 3.000, 1.000, 2.000. Có một cái người đó nổi bật, một nhóm đó 160 mấy triệu. Rồi thầy Thông đang gom góp để mà mang ra đó. Chúng tôi phải xuất tiền quỹ ra, không phải chúng tôi vận động lấy bỏ túi đâu. Làm đó là không có đúc, không có lương tâm. Nói như vậy để cho mọi người yên tâm, khỏi phải tra hỏi rằng là làm đến đâu. Đừng có lo chuyện đó. Chúng tôi làm là đây là xuất quỹ trong tiền in kinh ra, làm còn hơn gấp 10 lần cái chuyện quý vị gửi. Yên tâm đi. Trong cái nhóm hương nguyện mà hồi hôm qua kia mới gửi vô 5 triệu nhóm hương nguyện, một số với Phật tử. Riêng bản thân chúng tôi là tùy duyên chứ không bắt buộc, tùy hỷ, nhưng mà phải khởi thiện niệm lên thương xót những người này. Thì đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn cho Tịnh Thất Quan Âm, quý thầy mấy chú hiểu được trong cuộc sống mình hiện tại đang lành mạnh, không một cái chút gì nguy hại, nhưng phải nghĩ đến cái chuyện nguy hại chúng sanh. Mỗi ngày phải lên phóng sanh để hồi hướng, mỗi ngày công phu phải hồi hướng. Mình không có tiền, mình bỏ công sức ra, gọi là nội tài để bố thí công đức hồi hướng, không giải đãi trong lúc này. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi xin thưa với quý vị như vậy. Giờ đây đến làm lễ phóng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2020. Giờ đây đã đến giờ làm lễ phóng sanh. Chúng con thành tâm cung thỉnh cho Tôn Đức và đại chúng cùng chấp tay làm lễ phóng sanh cho các đoàn chúng sanh và A Di Đà Phật. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương. Quảng minh văn đài biển pháp giới, cúng dường thầm phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp nhận đạo sư A Di Đà Phật. Này các loài chúng sanh từ đời vô thủy đến nay, chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân xuất sanh sống chết gửi trên giao thất. Mãi thay hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng. Chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật Pháp. Vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dưỡng chi tình thủy biến sai tam thiên tánh không ba đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tân duyên diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Thử Thị Giả Bán Công Đức Thị Tại Thiên Chân Tiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệm Cấu Trần Biển Ngầm Thị Lô Hoa Tàng Giới Ca Trung Vô Sứ Bất Siêu Luân Thị Bất Tẩy Thị Diệu Cực Pháp Thân Trần Bất Nhiễm Trần Phản Tác Tự Kỷ Nguyên Trừ Nội Ngoài Đảng Đình Đàn Tràng Sái Khô Mộc Nhi Tán Dương Xuân Kiệt Quế Ban Nhi Thành Tịnh Độ Vị Đạo Nội Ngoại Trung Gian Vô Trượt Ế Thánh Phàm Ưu Hiển Tổng Thanh Lượng Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lộ Thị Năng Linh Nhất Đích Biến Thập Phương Tinh Chiên Cấu Ế Tận Tiêu Trừ Phổ Sái Pháp Duyên Tất Thanh Tịnh. Nam mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Ấn Đà La Na Đà La Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yết Thế Tôn Bà Dạ Dâm Ma Tăng Tổ Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ Ấn Đức Bằng Tâm Phật Kỳ Số Đắc Na Đắng Tổ. Nam mô Tấn Kiếp Lần Nõ Y Mông A Di Đà Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.
bao tội ác lại về mang thân. Sông đò đại chánh đường đau khổ, lòng gãy rừng có đau đường đau. Vô là bài trướng lần sau, qua lưới mây tên bắn mong câu thà ngồi. Phát càng bắt cùng hơi phun độc, mà lúc đó dù kêu không ai thương. Hồn còn phản bóc nấu đang xong rồi, một phần chết hai người cầm chặt. Mai sao nhờ các vị thiên nhân cứu cho người đừng khó thân. Đến đây lại được nhờ ơn phép màu, vậy người thiện ngồi đầu vi Phật. Xong trong lòng vi pháp vi tăng, hãnh lòng tham hối thân tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh kia, các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi. Không là tham sân si, từ tham miệng y mà sanh ra. Hôm nay phát tâm xin sám hối, này các loài chúng sanh. Hôm nay các vị vi phần lương thúng tung con. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y pháp vi dùng tung con. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y tâm chúng tung con. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y Phật không đỏ địa ngục. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y pháp không đỏ ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y tâm không đỏ bàn sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Na Ha Tha Ta, Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Quan Thánh Thân Như Lai, Nam mô Ni Vô Ý Như Lai, Nam mô Tam Đồ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện hoàn thành, cuối sinh đứng từ bi tín đồ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Phóng Thanh Công Đức Hộ Thắng Thành, Bồ Biên Thắng Phước Giải Hồi Hướng, Bồ Biên Tham Giới Chư Chúng Sanh, Công Phản Vô Thượng Quang Phật Sát, Huyền Tiêu Tam Chứng Từ Phiền Não, Huyền Đá Chi Huệ Chân Minh Liễu, Hộ Huyền Tội Chứng Tâm Tiêu Trừ,
thế giới thường hành Bồ Tát đạo, miền sanh tây phương tịnh độ trung, cơ phẩm liên hoa vi hồ mẫu hoa hoa khai kiến phẩm độ vô sanh. Công thái Bồ Tát vi bàn lự thần niệm thị thự công đức na phổ cầm ư nhân thiên, Nga đặng giữ chúng sanh na giải cộng thành Phật na đồng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lượng Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Liên Tòa Chứng Minh Phục Nguyện. Thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thần Quốc Thế Dân An Thiên Hà Thái Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương cõi nước Phật A Di Đà, trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Những người thấy nghe được điều pháp tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu an cho các chúng sanh đang bị dịch bệnh Corona trên toàn thế giới, và cầu an cho đệ tử chúng con cùng tất cả thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh đang bị tai nạn lũ lụt tại miền Trung, và cầu an cho chư vị đang dân sớ kỳ an dưới đây. Phật tử Nguyễn Kim Lượng pháp danh Đức Tính, hành căn 89 tuổi. Cặp Kỳ An Kiều Thị Sim pháp danh Liên Thương, hành căn 83 tuổi. Cặp Kỳ An cho Phật tử Đào Tăng Thành cùng Nguyễn Thị Nhung, cùng đại chúng ở tỉnh Thất Quan Âm và khu Chiên Tu, và tất cả chúng sanh thâm tâm an lạc, tập bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ song tu, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu siêu cho tất cả chúng sanh đã chết vì dịch bệnh Corona, cùng cầu siêu cho cụ ông Trần Khư pháp danh Thiện Chánh, cụ bà Nguyễn Thị Ngài pháp danh Sa Di Ni, Liên Phương Nguyễn Thị Nguyện pháp danh Bình An, cùng cầu siêu cho chư vị hương linh đang dân sớ kỳ siêu dưới đây: hương linh Nguyễn Văn Ngọc, hương linh Nguyễn Thị Mắng, hương linh Phạm Thị Tình, Nguyễn Văn Tộ, Nguyễn Thị Minh pháp danh Diệu Hoa, hưởng thọ 80 tuổi tại phòng hồng niệm tỉnh Thất Quan Âm, cùng hương linh Vũ Văn Kiển, Lê Thị Cúc, Quỳnh Thị Năm, Ngô Thị Nữ, Phan Thị Tỷ, hương linh Đào Trần, đặng đặng chư vị hương linh vong linh cửu quyền thất tổ, hàm dị loại cô hồn ngạ quỷ, hà sa hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ hương vong lai đáo Phật tiền, và tất cả chư hương linh vong linh chết vì tai nạn lũ lụt tại miền Trung được thừa hưởng công đức phóng sanh này, và các chư vị quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp đã bị chúng con cố ý hoặc vô tình hoặc số người sát hại, hôm nay chúng con đem tất cả công đức phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện ân sư dưỡng dục phù mẫu sanh thành đàn na tính thí tăng ấn phước điền âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tình giữa vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, từ bi Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phán lòng vô thường, từ bi ba xin nguyện chúng sanh thâu đỏ kinh tạng trí huệ như biển, từ bi tỉnh độ.